Đinh Quang Thái Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán giả với phần tin tức nổi bật vào chiều thứ ba ngày hôm nay gửi chào anh Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thủy. Hôm nay chúng tôi đề cập đến hai vấn đề liên quan tới tình trạng khủng hoảng của ngân hàng từ hôm thứ sáu vừa rồi. SVB Silicon Valley Bank tuyên bố phải đóng cửa vì số người rút tiền quá nhiều và hậu quả đã dẫn đến khủng hoảng khiến cho chính phủ của tổng thống biden phải nhảy vào can thiệp đặc biệt là quỹ dự trữ liên bang ngân hàng trung ương để cứu nguy một phần là bảo đảm cái sự tự tin của người tiêu thụ không hoảng hốt để mọi người chạy ra rút tiền vào thậm chí cũng có một số người lo sợ đến hôm thứ hai vừa qua hôm qua thôi đó cũng đã có một số người chạy vào trong các chi nhánh của ngân hàng rút tiền và thậm chí thị trường chứng khoán rớt ào luôn tất cả các ngân hàng cho dù ngân hàng khỏe mạnh đến các máy đi chăng nữa cũng bị ảnh hưởng họ đã chỉ trích họ nói rằng thực ra hoạt động ngân hàng của chúng tôi rất tốt nhưng chỉ có một ngân hàng mà đây gọi là regional bank không phải là ngân hàng trên toàn quốc họ không có chi nhánh trên toàn quốc hoa kỳ họ chỉ có một chi nhánh ở tại california và có một chi nhánh ở tại new york đó là svb bank thậm chí ngân hàng này chỉ tập trung vào các chương mục dành cho những công ty khởi nghiệp và thưa quý khán thính giả california này công ty khởi nghiệp đã có từ 20 năm trước, đó cũng là lúc mà SVB Bank xuất hiện để mà giới thiệu các món nợ, món nợ phân lợi thấp hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp này tin tưởng và họ phần lớn là họ thấy rằng các dịch vụ này mượn những cái món nợ để có thể bắt đầu công ty của họ nghiên cứu về kỹ thuật. Bởi vì ở Silicon Valley, ở Thung Lũng, Hoa Vàng, ở vùng miền Bắc tập trung vào các công ty này. Và cái công việc đó vẫn rất, rất tốt. SVB Bank, thưa anh Đinh Quang Thái, trong thời gian qua đó họ thoát được cái vụ mà sụp đổ 2008. Rồi đến năm 2019 cái vụ liên quan tới đại dịch họ cũng thoát được luôn nhưng mà không ngờ do ảnh hưởng của phân lời chung mà dẫn đến cái tình trạng sụp đổ ngày hôm nay. Tuy nhiên anh nó nhìn có nhiều qua đó. Do đó anh Thủy ạ, dạ, à. dạ, không qua. phải gì riêng của vấn đề phân lời. Vâng. Đọc kỹ chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái vấn đề mà cái ngân hàng SVB này nó cho những người start-up, tức là khởi ừ. nghiệp vay tiền đó, khách hàng lớn nhất của họ không phải là cái này. Ừ. Khách hàng lớn nhất của SVB đó là venture capitalism, ừ. capitalist tức là những người mà đầu tư một cách liều lĩnh họ yeah. có tiền thí dụ anh hoàng trọng thủy có một tỷ mỹ kim chẳng hạn vâng. anh bỏ tiền vào sẽ svb rồi sau đó anh đi tìm những công ty khởi nghiệp anh cho những công ty khởi nghiệp vay à. mà vay bằng tiền của anh để cho ngân hàng svb cái đó mới lớn kiếm lời chứ nhiều còn hơn. cái start up ừ. không có đủ lớn để cho ngân hàng nó lo, lo, cái điều thứ hai không phải vấn đề phân lời không mà thôi ừ. svb khi họ có một cái số tiền quá lớn Dạ yeah thì họ làm gì họ mua bon của chính đúng. phủ ừ. và khi họ mua bon của chính phủ đó cái mức lời của chính phủ nó ít thôi nhưng mà nó ăn chắc mặc bền yeah. khách hàng họ yên tâm lắm Ôi tôi để cho một SVP như vậy là tôi không có lo sợ gì hết uh -huh. nhưng mà cái xui của SVP đó là họ bỏ quá nhiều tiền họ mua bon tới yeah. lúc mà cái uh, phân đoàn mạnh hơn cơ yeah. quan dự trữ liên bang đó, không ngân hàng trung ương đó, họ tăng lãi suất yeah. để nhằm mục đích làm giảm lạm phát đó thì đột nhiên cái bon của họ bây giờ họ bị kẹt mất giá bây giờ họ phải bán ra và yeah. bây giờ họ bán ra thì một cái bon anh thủy mua 100 đô la chẳng hạn thì bây giờ nó chỉ còn có tám đô thôi họ lỗ Đúng. thì người ta mà cái luật của ngân hàng là gì mọi thứ phải transparency là minh bạch anh mua bao nhiêu bon trị giá bao nhiêu ngày nào tháng nào và anh bán bon như thế nào đó, anh phải thông báo cho công chúng biết cho nên cái tâm lý hôm thứ tư tuần trước đó những người khách hàng của SVB họ thấy là chết rồi tiền của mình có thể bị hư, bị bị, bị mất, mất họ buồn đi họ lấy yeah. nhưng mà đây vẫn là vấn đề này đúng ra đó là các cơ quan truyền thông phải nói đi nói lại nói đi nói lại nói đi nói lại cho người khách hàng của các ngân hàng biết về cái định chế của một cái cơ quan mà chúng ta gọi là FDIC. Yeah. Anh Thủy đi vào tất cả ngân hàng có sẽ thấy cái chữ mà FDIC ừ, nó, nó dán ở đầu. không? là viết tắt của chữ Federal Deposit Insurance Corporation. Cái định chế này là của chính phủ liên bang. Yeah. Và được tạo ra từ năm 1932 vì người ta lo sợ rằng cái niềm tin của những người bỏ tiền vào tôi bỏ tiền vào cho ông Thụy ngân hàng ông Thụy lúc ông Thụy bị sập tiệm tôi chết thì sao? Đúng. Thì chính phủ liên bang đẻ ra cái cơ quan này mà tiếng Việt Nam mình tạm thời dịch nó là cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang. Dạ. Yeah. Tức là làm sao? Bây giờ cái ngân hàng SVB này nó bị sập tiệm Cơ quan nào đóng cửa đó anh chị Cơ quan S, FDIC đóng cửa Mà họ đóng cửa và cái thủ tục như thế nào Nửa đêm Họ kéo nhau tới một cái khách sạn nào đó gần cái nhà băng đó Họp bí mật hoàn toàn Đây là cái, cái documentary của đài 60 Minutes Họ làm Họ làm đó đóng cửa hoàn toàn không cho nhân viên đi ra đi vào họ bảo cấm không có nói cho ai biết ngày mai là mình bắt đầu ụp cái ngân hàng này ừ. họ họp hết tất cả mọi thứ xong ngày hôm sau họ đợi đợi cái lúc mà người khách cuối cùng bước chân ra khỏi cái ngân hàng này đó ập vào lên ừ. đây là giấy tờ để mà đóng cửa ngân hàng lại hết vì tất cả quý cả vị đã vi phạm những thứ ừ. sau đây họ kiểm kê hết nhưng mà cái vấn đề đó là họ phải báo cho tất cả những khách hàng của ngân hàng để biết thân chủ đó sáng mai quý vị trở lại đây tiền quý vị không mất. Yeah. Cái quy định của FIDC FDIC, FDIC đó là nếu anh thụy gửi tới 250 ngàn mỹ kim là đương nhiên anh lấy ra ngay không có vấn đề gì hết. Uh -huh. Anh gửi trên thì có thể đôi khi họ cần phải tái cấu trúc lại ngân hàng yeah. họ bán ngân hàng đó rồi họ phải trả tiền cho anh nhưng mà ngày hôm qua tổng thống Joe biden nói rất rõ ràng uh -huh không có ai bị mất một đồng xu nào hết. Yeah. Tiền 250 ngàn được trả lại những người mà cái ngân hàng này đấy nó còn có những cái thí dụ bị anh Thủy làm chủ một doanh nghiệp. Anh bỏ tiền một ngân hàng để anh trả lương những nhân viên, anh đó. trả lương cho tôi chẳng mm hạn. -hmm. Thì Tổng thống cho bên bảo đảm rằng tất cả những nhân viên nào làm việc trong những doanh nghiệp và doanh nghiệp đó sử dụng cái dịch vụ của SVB này đó vẫn có lương như thường, không mất một đồng xương nào hết và kể cả những người có trên 250.000 Mỹ Kim chăng nữa vẫn được trả như thường. Thành thử ra chúng ta phải nói đi, nói lại, nói đi, nói lại để chấn an tâm lý mọi người đó. Đúng. Ngân hàng của nước Mỹ yên tâm bởi vì có cơ quan FDIC là cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang. Chúng ta không mất đồng xu nào hết, đừng có lo. Cái khổ ở đây đó thưa quý vị là khi mà cái tin tức này nó loan tải đó, cả thế giới rúng động chứ <laughs> không riêng ở Hoa Kỳ này ngân hàng của à, Anh Quốc rồi ngân hàng châu Âu rồi ảnh hưởng sang cả các ngân hàng ở bên châu Á nữa họ rúng động bởi vì sao có cái giường mối và họ phải xem lại coi oh oh trong thời gian qua đặc biệt những ngân hàng nào mà mua công trái phiếu của chính phủ trong đó chính phủ uh, của quốc gia đó hoặc là chính phủ liên bang của Hoa Kỳ trong đó công trái phiếu chúng ta thấy đã tăng quá mạnh bây giờ cái vấn đề ở đây đặt ra đó là họ đổ lỗi cho ai? họ đổ lỗi có phải vì chính phủ Biden hay là chính phủ của ông Trump? ai đã tạo ra cái chuyện mà dẫn đến cái tình trạng mà các ngân hàng này thực ra thưa anh Đinh Quang Thái Không, theo hỏi, nguy, cái hai thế hai lỗi của hai ông tổng thống là sao tôi chưa hiểu ok cái vấn đề ở đây đó họ nói rằng tình trạng lạm phát là dẫn đến ngân hàng trung ương tăng phân lời nhanh quá có phải ông Biden chịu lỗi trong vấn đề lạm phát hay không đó là thứ nhất đó là những người thứ hai bà elizabeth warren thượng nghị sĩ hôm nay bà tuyên bố lỗi phần chính là do ông trump tạo ra thì vấn đề này chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục đưa đến quý vị tin tức liên quan trong phần tin tội bật mời quý vị cùng theo dõi